Mình thư Charles, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả bài chung có chủ đề sự thay đổi tốt đẹp nào đang đến với bạn. Ở tụ bài này, chúng ta sẽ có câu hỏi chính. Có câu hỏi phụ hay không thì sau khi trả bài, mình sẽ rút bài thêm nhé. Mình sẽ tìm thêm thông điệp cho các bạn nếu như cần thiết. Bây giờ chúng ta chọn tụng bài. Phần chọn tụng bài mình luôn đặt ở phần mô tả. Các bạn chạm vào tiêu đề, kéo lên. Sau đó các bạn sẽ thấy phần chọn tụng bài phía dưới. Hôm nay chúng ta có 3 tụng bài. Từ trái sang phải, tụng bài số 1, tụng bài số 2, tụng bài số 3. Các bạn có thể chọn theo bộ bài, theo màu sắc ấy. Hoặc là các bạn chọn theo đá. Đây là những viên đá màu hồng, ở bên đá màu tím và những viên đá 3 màu, nhiều màu. Cho nên là các bạn chọn theo bộ bài hoặc là theo đá nhé. 1, 2, 3. Các bạn có thể dừng màn hình lại để chọn cho mình một tụ bài mình cảm thấy bị cuốn hút. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 1 với câu hỏi là: điều tốt đẹp nào đang đến với các bạn? Thay đổi tốt đẹp nào đang đến với các bạn? Thì mình thấy đây là một kế hoạch tình cảm, hoặc là một kế hoạch về mặt là các bạn đang khởi động, đang xây dựng, đang hướng tới một vấn đề nào đó mà các bạn trước đây đã ngập ngừng, đã băn khoăn, đã cân nhắc rất nhiều. Thì cái sự thay đổi tốt đẹp đó chính là bạn đã có quyết định và bạn quyết tâm hướng tới nó nhá. Thì tụ bài số 1, từ khóa của nó đó chính là bạn đã quyết tâm để hướng tới, để đi tới, để hướng tới cái điều mà bạn mong muốn. Thì bây giờ mình sẽ đọc bài theo hướng tình cảm trước này, bởi vì mình thấy nó nổi nhiều hơn. Có thể là năng lượng của những người đang có một kế hoạch tình cảm nhiều hơn, cho nên mình sẽ đọc trước nhé. Mình thấy ở đây nổi rõ lên năng lượng của cự giải, năng lượng của cự giải, của sao ngư, của kim ngư, của bạch dương, nhân mã, vân vân, của market. Thì có khá nhiều cung hoàng đạo, và khi mình đọc cung hoàng đạo lên thì mình chỉ nói về tính chất của cung hoàng đạo thôi. Mình thấy ở đây có năng lượng của The Chariot, năng lượng của cự giải, là các bạn có tưởng tượng giống như một cự giải đại diện cho một người thanh niên đầy sức trẻ đang bắt đầu chuyến xe hành trình của mình. Đây là một cái người mà đã quyết tâm thì làm đến cùng. Các bạn biết không, The Chariot vẽ hình một cái bánh xe, một cái xe nó bị hỏng một bánh, nhưng mà chàng thanh niên sức trẻ này vẫn đẩy chuyến xe phăng phăng tiến về phía trước. Nó mang theo cả cái lòng quyết tâm, cả cái nghị lực của chàng trong cái chuyến xe đó. Cái chuyến xe này hướng tới năng lượng của ba cốc và bốn gậy. Thì khi ba cốc đi liền với bốn gậy thì nó là một cuộc đoàn tụ các bạn ạ. Nó là một sự gặp gỡ đoàn tụ, nó là một đám cưới, nó là một sự cam kết đầy hạnh phúc. Bốn gậy thường nói là dù là công việc hay là chuyện tình cảm, nó cũng nói đến một cái năng lượng là các bạn đã cố gắng rất nhiều. Nó là một cái giống như là một cái phần thưởng, một cái ban phước lành cho tất cả cái sự nỗ lực và cố gắng của các bạn. Và mình thấy dù là công việc hay là một chuyện tình thì các bạn cũng đã từng phải đi, các bạn sẽ phải đi qua một đoạn rất dài để có thể có được nó. Và bởi vì các bạn phải vượt qua một chặng đường rất dài, thậm chí có thể là khó khăn, có thể là thử thách. Cho nên là trước đây mình thấy các bạn có năng lượng của bốn cốc, các bạn cân nhắc khá là nhiều. Thậm chí mình thấy rằng có những lúc bạn đã từ chối. Nếu là tình cảm thì bạn đã từ chối. Nếu là công việc, sự nghiệp thì có thể bạn đã trả lời rằng để bạn suy nghĩ đã, để bạn xem xét đã. Và bạn lựa chọn rất là nhiều. 6 xu là lựa chọn, 2 xu là cân nhắc. Bạn cân nhắc rằng giữa cái bình yên của mình, cái bình yên vốn có của mình, cái sự trọn vẹn của 9 xu ấy. 9 xu là giống như bạn có tất cả mọi thứ rồi. 9 xu vẽ hình của một cô gái đang dạo chơi trong cái khu vườn của mình. Đó là khu vườn của sự ổn định tài chính, của một cái đời sống tinh thần thần phong phú ấy. Và tự hỏi một điều, đó chính là khi mình đã có sự đầy đủ trọn vẹn đó rồi thì liệu sẽ như thế nào, đúng không? Tại mình có cần thiết phải thay đổi không? Đó, mình thấy ở đây có năng lượng của Emperor, năng lượng của Bạch Dương, năng lượng của thủ lĩnh, của cái người mà luôn luôn làm chủ cuộc đời của mình và hướng tới sự an toàn và bền vững á. Thì ở đây nếu bạn là nam, hoặc là ở trong trả bài chung của mình thường có cả năng lượng của đối phương nữa đấy. Chứ là một là chính bạn hoặc là đối phương của bạn đã từng tự hỏi một điều, đó chính là với tất cả những gì mình đang có, liệu mình có cần thiết phải thay đổi nữa hay không. Đó, đặt lên một câu hỏi như thế và băn khoăn rất nhiều, băn khoăn nhiều lắm về cái việc là mình có nên thay đổi, có nên hướng về một nơi nào đấy, để mà nếu như cái sự thay đổi đấy sẽ làm đảo lộn cuộc sống của mình, sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình, thì liệu có nên hay không. Mình thấy cái sự cân nhắc khá nhiều,
cân nhắc rất nhiều. Nhưng mà cái hình ảnh của năng lượng chín xu thì chín xu có thể là một cô gái, một người phụ nữ nào đó khiến bạn bị cuốn hút, khiến bạn luôn cảm thấy cô ấy là bình yên, cô ấy là sự trọn vẹn, cô ấy là ngôi nhà cuối cùng của mình. Hoặc là nếu như bạn làm trong công việc ấy, sự nghiệp, thì bạn luôn cảm thấy đó là một cái sự đầu tư mà sẽ sinh lợi, sẽ cho các bạn sự sinh lợi bền vững. Và cuối cùng mình thấy sau rất nhiều sự suy xét của King of Pentacles thì The Empress bắt đầu, và Emperor, thì cuối cùng mình thấy bạn có năng lượng của sự xây dựng. 8 xu là bắt đầu có sự xây dựng và cố gắng, có nghĩa là bạn đã quyết tâm. Cái 8 xu ở đây giống như là bắt đầu, nếu đã xây dựng thì phải chuẩn bị những gì. Mình thấy bạn chuẩn bị cả về mặt tiền bạc này, cả về mặt vật chất này, và cả về cái tinh thần, cái nghị lực của bạn trong năng lượng của 7 xu. Năng lượng của 7 gậy, trong đó cả cái quyết tâm, cái ý chí, cả trí tuệ. Bạn cài cả cái trí tuệ của Quy Lào Sát vào đây. Mình thấy năng lượng của Bảo Bình khá rõ ở đây nhá. Năng lượng của Bảo Bình, Quy Lào Sát thường là một cái người rất là thông minh, thông minh, cơ trí, nhìn đâu cũng thấy vấn đề và luôn luôn biết cách xử lý nó một cách hoàn hảo và trọn vẹn nhất. Và với cái năng lượng của ý chí của bạn ấy, thì bạn luôn hiểu rằng để bắt đầu lại từ đầu, để bắt đầu cái chuyến tình cảm này, chuyến xe tình cảm này, Fire One là sự bắt đầu, chuyến xe tình cảm là khinh hợp khác ấy. Bạn đang mang cái cốc đến cho người bạn yêu. Và giờ hai project thì mình có cảm giác như là cái câu chuyện này, dù bạn có yêu đối phương, mặc dù bạn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở trong lòng, nhưng mà hình như giữa hai người mang năng lượng của giờ hai project thì có nghĩa là biết đấy nhưng mà không nói ra, chỉ tự hai người biết với nhau thôi. Và cái cô gái này trong lòng bạn là Queen of One, cô ấy giống như một ngọn lửa, một đóa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời, cho nên là bạn cứ để ở trong lòng, giữ cô ấy ở trong lòng thôi. Và cái kế hoạch này bạn lên âm thầm, bạn giống như là bạn hoặc đối phương của bạn ấy là một kế hoạch âm thầm. Vậy thì cái kế hoạch âm thầm nhưng chưa bao giờ bạn từ bỏ. Có những lúc mà bạn ngừng lại, bạn nghĩ cái chuyện là thôi từ bỏ đi, hoặc là giữa hai người có sự dừng lại, sự đắn đo, dừng lại từ sự đắn đo, sự cân nhắc. Nhưng sau tất cả thì cuối cùng bạn quyết tâm đẩy chuyến xe của The Chariot tiến về phía trước. Vậy thì nếu nói hỏi một câu rằng cái sự thay đổi tốt đẹp nào đang đến với cuộc sống của bạn, thì mình thấy sự thay đổi tốt đẹp này đó chính là bạn hoặc đối phương của bạn đã có một sự quyết tâm sau rất nhiều đắn đo, rất nhiều cân nhắc cho một kế hoạch nào đấy. Và kế hoạch đấy chính là sự đoàn tụ này, sự trọn vẹn này, sự gặp gỡ này, đoàn viên này, và có cả sự cam kết, sự thành công nếu trong công việc, còn có cả những đám cưới, có cả những mừng vui nếu mà về mặt tình cảm các bạn nhé. Thì mình thấy cái sự thay đổi tốt đẹp đó chính là như vậy. Và mình nghĩ là với câu hỏi là chủ đề chúng ta đưa ra là sự thay đổi tốt đẹp nào đang đến với các bạn, thì mình nghĩ là chỉ có như thế thôi, chúng ta đã trả lời được câu hỏi, được chủ đề, đã giải quyết được chủ đề của chúng ta rồi. Nên tụi bài số 1 dừng lại ở đây thôi nhá. Mình có nói qua thêm một chút về năng lượng ở đây. Ở đây có rất nhiều lá bài, nam thì The Chariot, Emperor nghĩa năng lượng nam ấy, King of Cup, nữ thì có cả Queen of Wands, Queen of Swords, rồi hai Palette. Nhưng mà mình luôn thấy đây là hai nửa tuy khác nhau, có cái sự khác nhau nhưng mà các bạn lại không thể rời xa được nhau. Mình phân tích cho các bạn nghe này. Năng lượng của The Chariot là một người mà mình nghĩ rất là trách nhiệm. Năng lượng của cự giải là một người mà đã ở bên cạnh ai thì mang lại bình yên, mang lại cái sự tin cậy trọn vẹn cho người đó. Thứ hai nữa là cự giải thủ lĩnh của nước, mà là một người đứng mũi chịu sào, ở đâu cũng mang trách nhiệm, cũng mang niềm tin cho người đó. Đó là năng lượng thứ nhất. Thứ hai, năng lượng của Emperor, năng lượng của sự an toàn ổn định. Cái người nam này họ không đứng cạnh ai thì thôi, họ không đến bên cạnh ai thì thôi. Nếu họ đứng cạnh ai, họ đến bên cạnh ai thì đó là mái nhà yên cho các bạn. Các bạn nhớ cái điều đó cho mình nhé. Nhưng họ lại luôn hướng tới sự an toàn và ổn định. Đây là người không thích phiêu lưu. Cho nên là họ đến với ai hay đến với bất cứ điều gì thì họ cũng phải đặt cái sự an toàn ổn định lên hàng đầu. Bởi vì đây là người trách nhiệm, đây là người đã nói là làm, và đã làm là phải chiến thắng, đã làm là phải trách nhiệm. Nên họ rất cẩn trọng với quyết định của mình, với lời nói của mình. Còn khi Ngọc Tháp là một người sống rất là tình cảm, đã yêu thì luôn coi tình cảm, cái sự chăm sóc tình cảm của đối phương, sự xây dựng nên một cái nền tảng vững chắc của mối quan hệ. Đây là một cái người mà mình nghĩ là họ đã quyết tâm đến với ai thì đây là một người khá là tuyệt vời. Còn nữ ở đây thì mình thấy khá nhiều tính cách. Một, đây là một người có cái sự ổn định của đất nhất, của năng lượng của market ở đây. Là một người rất là giỏi, toàn năng, có thể tạo ra một cái tổ ấm vững chắc cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần của chín xu. Thứ hai, đây là một người cực kỳ thông minh,
quay nào short rất là thông minh, nhìn đâu cũng thấy vấn đề và đều biết cách xử lý nó một cách gọn gẽ. Thứ ba, giờ hai bạn tịt, đây là năng lượng của một trực giác, người rất là thông minh, có cái sự thông thái về mặt trực giác và tâm linh. Thứ tư, quay nào qua, đây là một người mà mình nghĩ là họ đi đến đâu họ cũng mang lại cái nguồn cảm hứng, cái động lực sống cho người đó. Đây là một cặp đôi mình nghĩ là kỳ phùng địch thủ. Nhưng mà ở đây thì mình lại thấy thiếu đi Empress, chỉ có Emperor, có nghĩa là con đường của các bạn đang sẽ thiếu đi một nửa, có nghĩa là nó vẫn là đang còn con đường để đi đến thôi, nó là con đường để đi đến, và khi nào mà các bạn chạm đến Empress thì đó là một hành trình trọn vẹn. Còn đây là đang là cái hành trình lên kế hoạch, cái hành trình lên kế hoạch, cho nên là nếu như gọi là sự thay đổi nào thì mình thấy sự thay đổi đó chính là có một người đã chuyển hướng, đã chuyển bánh xe quay về phía nhà mình và đang lái bánh xe đó về nhà mình, và khi nào chạm đến ngôi nhà đó thì sẽ thấy Empress ở đó nhé. Đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 1 với câu hỏi đó chính là sự thay đổi tốt đẹp nào đang đến với cuộc sống, đến với bạn chứ không phải là cuộc sống của bạn, tại vì nó là chủ quan, còn cuộc sống là khách quan. Thì mình thấy có cái năng lượng đó chính là bạn đã xác định được cái đích đến của mình, giống như là bạn đặt cái mũi tên vào cái đích ấy, mục đích bạn gáy mắt vào đó thì nó gọi là mục đích, và cuối cùng bạn đã xác định được rồi, bạn chỉ cần kéo dây cương nữa thôi nhá, cần kéo dây cung nữa thôi là cái đích đó sẽ đến. Và mình thấy bạn đã xác định được rồi thì đó chính là sự thay đổi tốt đẹp đang đến với các bạn. Còn đây là mình nói về sự thay đổi chủ quan. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình, yêu thích kênh mình thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhá. Nếu các bạn tạo tương tác giúp mình bằng like và comment, và nếu như bạn có một trải bài riêng, bạn có một câu chuyện và bạn muốn có một thông tin chi tiết và chính xác cho mình thì bạn có thể liên hệ với mình trả bài riêng. Thông tin mình đặt ở phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2 với câu hỏi là sự thay đổi tốt đẹp nào đang đến với các bạn. Thì mình thấy ở đây người chọn tụ bài số 2, mình có cảm giác như các bạn vừa có một sự đấu tranh quyết liệt từ trong nội tâm. Một là từ trong nội tâm của bạn, và cuối cùng bạn ra quyết định. Đó chính là sự ra quyết định trong một cái tình huống nào đấy. Đó là sự thay đổi tốt đẹp. Hoặc là giữa hai người, bạn với một đối tượng nào đấy có cái sự tranh đấu, cãi vã, mâu thuẫn, cạnh tranh rất là quyết liệt, và sau đó thì bạn là người chiến thắng. The Mansion chính là như thế. Thì dù trong là tình cảm, một mối quan hệ tình cảm này, bất kỳ một mối quan hệ nào, hoặc là trong chuyện làm ăn, thì nó cũng sẽ diễn ra cái năng lượng đó. Có nghĩa là một là vừa có sự cạnh tranh, sự cãi vã, mâu thuẫn, hoặc lên án lẫn nhau ấy, chỉ trích lẫn nhau, hoặc là cái sự mâu thuẫn nội tâm từ bên trong các bạn. Thì mình thấy là dù đó là mâu thuẫn bên trong các bạn hay là khách quan bên ngoài, thì cuối cùng cái sự thay đổi tốt đẹp đó là bạn đã chế ngự, bạn là The Magician, bạn chế ngự được hoàn cảnh này và bạn giành chiến thắng. Bạn bước sang một năng lượng khác của The Fool. Cái năng lượng của năm xu đó chính là năng lượng của quá khứ. Nghĩa là mình thấy có một cái sự khó khăn, một là về mặt kinh tế, hai là về mặt tình cảm. Nếu về mặt kinh tế thì có nghĩa là bạn có một sự thiếu thốn về mặt vật chất, giống như là bạn cứ chờ đợi một cái gì đó mãi mà không thấy, chờ đợi trong luôn luôn cảm giác lo lắng, bất an. Hoặc về mặt tình cảm là bạn luôn cảm thấy bị bỏ rơi, bị một ai đó bỏ rơi, bị một ai đó để lại phía sau. Thì cuối cùng khi bạn chế ngự được tình cảm thì bạn đã bước sang một giai đoạn khác của The Fool, nghĩa là bạn đã vượt qua được năng lượng của năm xu. Mình thấy sự thay đổi tốt đẹp nó đến theo một cái tông nó rất là logic, nghĩa là khi mà bạn bắt đầu chế ngự được cái năng lượng của quên nào short cả nào short ấy, bạn bước được năng lượng của The Fool thì the lover tình yêu đến với các bạn, và cuộc sống của các bạn có một sự thay đổi, đã đi vào ổn định. King of Pentacles đã đi vào ổn định nhá, nghĩa là mình có cảm giác như đây là cuộc sống trong một gia đình thì phải, có thể là hai vợ chồng cãi vã nhau, hoặc là một mối quan hệ hai bên cãi vã nhau, hoặc là trong chuyện làm ăn, trong một mối quan hệ nào đấy thì đã đi vào ổn định. Và cuối cùng khi nó đi vào ổn định rồi thì các bạn nhận ra tình cảm dành cho nhau, và các bạn xây dựng cái sự ổn định trên nền tảng tình cảm đó, và bắt bạn tập trung vào 6 gậy. Có nghĩa là khi ta đã ổn định rồi thì bắt đầu thành công đến, có nghĩa là bạn dành thời gian để bạn đầu tư cho sự nghiệp, đầu tư cho cuộc sống, và bạn có được những cái năng lượng của 6 gậy, năng lượng của thành công, của niềm vui, sự an yên, và bạn bắt đầu xây dựng. Mình có cảm giác như là những người chọn tụ bài số 2 ấy, họ là cái người mà giống như là họ luôn luôn biết cách xây dựng từ cái đống đổ nát ấy, nghĩa là khi giống như là họ từng trải qua năm xu để họ hiểu được rằng khi mà cái sự đổ vỡ đây nó đáng sợ như thế nào, và bắt đầu họ bắt tay ngay vào, họ xếp từng viên gạch một để họ xây dựng lại từ đầu.
Mình thấy ở đây cái tụ bài số 2 nó có sự đoàn tụ các bạn ạ. Tụ bài số 2 nó có sự đoàn tụ sau một khoảng thời gian của năm xu, một cái khoảng thời gian của năm xu, thời gian của cờ nào shot, của queen nào shot thì bắt đầu có sự xây dựng lại. Ở đây có thể là một người hoặc có thể là cả hai nhận ra rằng dù mình có đi đâu, dù có như thế nào thì không ai có thể thay thế được đối phương. Và cuối cùng các bạn tự thu xếp làm sao để hiểu được rằng tình yêu mới là quan trọng. Còn tất cả những cái mâu thuẫn, những sự khác biệt nó không là cái gì cả. Và khi các bạn xác định được the lover là quan trọng thì bắt đầu mình thấy các bạn đề cao cái sự ổn định của King of Pentacles. Và khi King of Pentacles đã ổn định thì bắt đầu niềm vui, hạnh phúc và bình an đến. Và các bạn xây dựng từng chút một để bắt đầu vun vén lại từ đầu. Và mình thấy rằng ở đây các bạn khi mà nó, mình nghĩ đây là một sự sắp đặt rất là hoàn hảo của vũ trụ, của vị thầy hướng dẫn tâm linh dành cho cặp đôi này. Bởi vì sau đó mình thấy có giờ hai Pentacle xuất hiện. Giờ hai Pentacle xuất hiện thường nói về một cái nguồn nhận thức mới, giống như các bạn có một cái sự phát triển mới về mặt nhận thức, về tri thức, về trí tuệ, về trí tuệ nói chung, về trí tuệ tâm linh nói riêng, để các bạn ngộ ra rằng sau tất cả tình yêu vẫn là quan trọng nhất. Nghĩa là dù ta có đi đâu, ta có như thế nào thì cuối cùng cái nơi trở về vẫn là cái người đó, cái nơi trở về vẫn là bình yên đó. Vậy thì tại sao ta cứ phải chọn lựa, tại sao ta cứ phải bôn ba? Và giống như cái sự thay đổi tốt đẹp ở đây đó là bạn nhận ra họ chính là định mệnh của bạn. Cái người đó, cái người trong câu chuyện của bạn đó chính là Wheel of Fortune, chính là định mệnh của bạn, chính là cái số phận của bạn. Và bạn chỉ, cái bánh xe chỉ có thể chạy bon bon khi mà có họ thôi. Cái bánh xe số phận chỉ thực sự mà nó hanh thông, nó đẹp đẽ, chỉ nó hanh thông, nó thuận lợi từ khi có họ thôi. Mình thấy những người chọn tụ bài số 2 ấy, có cái năng lượng là như thế này này. Ở cạnh nhau thì bắt đầu gây chuyện. Cái nào shot với queen nào shot thì có thể là các bạn là những người mà ai cũng giỏi chăng, kỳ phùng địch thủ, cho nên là ở bên cạnh nhau là mâu thuẫn, ở bên cạnh nhau là gây sự. Nhưng mà khi rời nhau ra rồi thì mình có cảm giác như là các bạn mất hết sinh lực và sinh khí ấy. Nghĩa là khi rời nhau ra thì tự nhiên ai cũng cảm thấy mình bị thiếu thốn, bị thiếu hụt đi cái gì đó. Và hầu như các bạn cảm nhận ra rằng thiếu nhau thì các bạn không làm được gì cả. Và cuối cùng sau đó các bạn chịu đầu hàng số phận, đó chính là sự gặp lại. Và sự gặp lại nó giống như một vòng quay mới của định mệnh, và bắt đầu lại một cuộc tình mới, một cái năng lượng mới của mối tình này nhá. Thì tụ bài số 2, nếu mà hỏi là cái sự tốt đẹp nào đang, sự thay đổi tốt đẹp nào đang đến với các bạn, mình thấy đó là một sự đoàn tụ, một sự đoàn tụ, một sự làm mới trong mối quan hệ sau rất nhiều mâu thuẫn, lạnh lùng, cãi vã, chia xa. Và the medicine ở đây nó vừa là cái năng lượng bạn tự làm chủ được cuộc đời của bạn, và thứ hai đó là bạn đã biết bảo vệ cái mối quan hệ này rồi, và giống như bạn nắm được cái chìa khóa của mối quan hệ, làm thế nào để nó tốt hơn, nó đẹp hơn, làm thế nào để đi cùng nhau được lâu hơn và dài hơn. Thì mình thấy đó chính là năng lượng của những người chọn tụ bài số 2 nhá. Thì tất cả các thông điệp nó chỉ có như thế thôi, dù mình có đọc đi đọc lại thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Bởi vì một số bạn lại bảo sao hôm nay trả bài ngắn thế. Bởi vì thông điệp chỉ có như thế. Và nếu mà đặt chủ đề là sự thay đổi tốt đẹp là đang đến với các bạn thì chỉ như thế thôi là đã đủ thông tin rồi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình thì ủng hộ kênh mình bằng cách đăng ký kênh nhé. Đăng ký kênh giúp mình, tạo tương tác giúp mình bằng like và comment. Và nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng, bạn có một câu chuyện, bạn muốn có được cái thông điệp chính xác nhất cho mình thì bạn có thể liên hệ trả bài riêng với mình. Tất cả thông tin mình đặt ở phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 3. Đây là một là bộ bài gửi về từ Đức. Nó rất là mỏng nhưng mà nó lại cực kỳ tốt. Nó không bị sơ theo kiểu là nó không phải là giấy bình thường giống như là những tụ bài mình mua ở Việt Nam đâu, nhưng nó hơi mỏng. Nó làm giống như bằng cái gì đó mình rất là khó miêu tả. Nó không bị trờn ra nhưng mà nó hơi mỏng, nó cứ cong cong như thế này, các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ chúng ta vào trải bài này với câu hỏi, đó chính là cái sự thay đổi, cái sự thay đổi tốt đẹp nào đang đến với cuộc sống của các bạn. Nhìn vào tụ bài số 3, mình lại nhớ đến cái trải bài hôm qua, cái trải bài gần đây nhất. Thì những người chọn tụ bài số 3, mình thấy các bạn giống như là những chiến binh, không phải những chiến binh mà những thiên tướng lừng lẫy của cuộc đời mình. Mình thấy bạn cứ một mình một ngựa, đơn thương độc mã chiến đấu với cuộc đời. Cuộc đời của các bạn không ít những thăng trầm, bảy kiếm, có nghĩa là mình có cảm giác cuộc đời của bạn luôn luôn thay đổi. Luôn luôn thay đổi, có ví dụ như là công việc thì cuối cùng nó có sự thay đổi này, trong tình cảm có sự thay đổi. Nghĩa là mình có cảm giác như là cuộc sống của những người chọn tụ bài số 3 nó luôn có những chặng ấy, các bạn hiểu không ạ? Cứ mỗi một chặng nó lại có một khó khăn riêng. Và khi bạn làm chủ được, bạn dùng cái năng lượng của The Medicine, bạn giống như một thiên tướng lừng lẫy của cuộc đời mình ấy, bạn chiến đấu xong, bạn giành chiến thắng thì lại liên tiếp lại khó khăn khác lại ùa đến. Và khi bạn
xử lý được nó trong năng lượng của The Hangman, lại tiếp tục một chặng đường của sáu kiếm. Đó, cái năm lá đầu tiên là chỉ cho các bạn thấy cuộc đời của các bạn đấy. Nhưng các bạn biết không, dù hoàn cảnh nào thì cuối cùng các bạn cũng sẽ vượt qua. Mình nghĩ là có những người đã vượt qua rồi, nó là quá khứ của các bạn. Có những người đang là hiện tại của các bạn, và có những người sẽ là ở tương lai. Bởi vì trong tất cả lúc chiều mình vừa nói chuyện với một chị bảo với mình là trước khi mà chị thức tỉnh tâm linh, chị không thể nghe nổi kênh của mình. Nhưng mà khi chị nghe, chị bắt đầu thức tỉnh tâm linh thì bắt đầu chị mới nghe được kênh của mình. Và các bạn biết đấy, con đường thức tỉnh tâm linh là con đường các bạn gặp vô số bài học để các bạn xử lý. Cho nên là những người chọn tụ bài số 3 giống như các bạn, nó chia làm nhiều dòng năng lượng. Có thể là những dòng năng lượng của những người đã đi qua rồi, hoặc những người đang đi qua và những người sẽ sắp bước tới vào bước tới. Nhưng các bạn đừng sợ, cái con đường, cái hành trình thức tỉnh tâm linh là một hành trình cô đơn. Nhưng mà cái mà bạn có được nó là một món quà. Thì cái món quà nó là cái gì thì chính bạn phải dấn thân vào thì bạn mới có câu trả lời chính xác được. Còn ở đây mình thấy năm lá bài đầu tiên là chỉ về cái tổng quan cuộc đời của bạn. Bạn gặp vô số những khó khăn, chỉ có điều là khó khăn nào thì bạn cũng sẽ vượt qua được. Còn với câu hỏi đó chính là cái sự thay đổi tốt đẹp nào đang đến với các bạn, đó chính là tất cả những khó khăn của bạn sắp sửa vượt qua rồi. Một là đã vượt qua rồi, hai là sắp sửa vượt qua rồi các bạn nhé. Và cái sự vượt qua đó, các bạn sẽ có năng lượng của Air Cup, nghĩa là có một năng lượng mới, một năng lượng tốt lành bắt đầu tràn vào cuộc sống của các bạn bằng năng lượng của Air Cup. The Sun, King of Cup và The Chariot là sự may mắn và tốt lành. The Sun nó giống như cái năng lượng của vũ trụ ấy, tình yêu thương của vũ trụ mang đến cho các bạn. King of Cup là cái năng lượng của sự may mắn, tốt lành, hoặc là bạn sẽ được một người nào đó mang niềm vui đến, mang may mắn đến. Thậm chí ở đây có cả những người có tình yêu nhé, giống như có một người đến với các bạn, xây dựng cuộc sống với các bạn, cùng đi với các bạn sau một khoảng thời gian mà họ cứ đứng để họ ngắm nhìn bạn từ xa. Họ ý là giống như là có một người nào đó đã quan sát bạn từ xa từ lâu rồi, hoặc là hai người có tình cảm nhưng họ cứ là cờ na pentacle, nghĩa là họ cứ im lặng hoặc là có sự dừng lại của death rồi. Thì trong thời gian tới, cái điều thay đổi tốt đẹp đó chính là có một năng lượng hoàn toàn mới đến cuộc sống của các bạn. Ngoài cái sự năng lượng về mặt tốt lành nói chung ấy, cái may mắn tốt lành nói chung, cái sự may mắn nói chung, thì sẽ có một mối quan hệ tình cảm mà cái người đấy, một là họ đã để ý bạn ngầm từ lâu rồi, hai là họ là người mà đã quan sát bạn từ lâu, hoặc họ đã im lặng, hai người im lặng chia tay, chia xa thì bắt đầu họ có sự quay trở lại. Mình thấy giữa hai người có năng lượng của sáu gậy, có nghĩa là các bạn sẽ có được cái hạnh phúc, có được cái niềm vui, và các bạn quyết tâm đi với nhau, các bạn quyết tâm, các bạn xây dựng, các bạn lên kế hoạch sau một cái khoảng thời gian mà các bạn ngập ngừng đó. Và tám gậy đó chính là các bạn đã đi cùng nhau. Nếu bạn xét theo trải bài hỏi rằng cái tám gậy đó là sự đi cùng nhau, sự phát triển, giống như là các bạn đã quyết định, và quyết định thì các giống như là các bạn cùng đi, và đi ở đây tám gậy nghĩa là sự hanh thông. Tám gậy vẽ hình tám cái gậy bay trên không trung thì biểu hiện rằng nó là sự hanh thông, sự tiến về phía trước một cách nhanh và mạnh. Đó chính là năng lượng của tám gậy. Sau một khoảng thời gian các bạn ngập ngừng, các bạn ngại ngần, thì bắt đầu tám gậy sẽ là phát triển, sẽ là cho những ngày tới của mối quan hệ này. Thì với câu trả lời, với câu hỏi đó chính là sự thay đổi tốt đẹp nào đang đến với các bạn, thì mình thấy câu trả lời đó chính là bạn đã làm chủ, có hai năng lượng. Một là bạn đã làm chủ được cuộc đời của bạn. Bạn giống như một vị thiên tướng lừng lẫy, chế ngự được, vượt qua được tất cả mọi khó khăn của bạn. Và khi bạn đã tự chế ngự, tự vượt qua được rồi, thì cái sự thay đổi từ khách quan đó chính là có một mối quan hệ, hoặc là nếu như công việc của bạn thì sẽ có người giúp đỡ. Còn nếu tình cảm thì giống như mình vừa đã phân tích, có một ai đó đã ngắm nhìn bạn từ lâu, có một ai đó chờ đợi bạn từ lâu, họ đến, họ đi cùng các bạn, và hai người sẽ vượt qua được. Nếu như các bạn là người mới thì hai người sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn ngại ngần cách trở để đi cùng nhau. Còn nếu đây là một mối quan hệ cũ mà vì những khó khăn cách trở mà các bạn đang có sự dừng lại, thì cái sự thay đổi tốt đẹp đó chính là hai người sẽ nắm tay cùng đi. Và các bạn biết rằng khi cả hai nắm tay cùng đi thì con đường đó lúc nào nó cũng thuận lợi các bạn nhé. Thì với câu hỏi, với chủ đề là sự thay đổi tốt đẹp nào đang đến với các bạn, thì chỉ cần một trải bài này là đủ thôi. Chúng ta có thể dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhé. Các bạn tạo tương tác giúp mình bằng like và comment. Và nếu như bạn có một câu chuyện cần trả bài riêng thì bạn liên hệ với mình. Tất cả thông tin mình đặt ở phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.